để cùng hai thần là trai nhà gái việc đưa và đón dâu chúng ta được đúng giờ. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng chuẩn bị. Quê hương ta về
đèo ấy dầu gì. Vì đã từng nghe rừng gió hút anh có vào nghĩa lộ với em không, anh có vào nghĩa lộ với em không. Còn nhớ ngồi kia lời yêu ngày trước, nhớ mương lò khi vui mùa gần, bờ núi Hoàng Liên mây trắng ngang trời. Bao giờ anh vào nghĩa lộ với em, thị xã miền Tây vẫn chờ anh đến, sông Chu thôn sao thêm vẫn thêm điều đêm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
còn gì đẹp hơn những ngày bên nhau, hai đứa chung vui hợp tâm đầu. Em nhớ chăng em mỗi đồ hoa đào, mình thầm ước đến mai sau nhặt hoa cái táo nàng dâu. Mình thường chờ nhau những ngày mưa ngâu, chung nón che mưa nói chuyện ban đầu. Anh biết câu thơ đẹp muôn màu, nên nào nghĩ đến thương đau, nào hay chiêu đến con tàu. Em ơi giờ đây em còn chiêu bạc nơi đâu, em ơi đời em bao ngày nắng mưa dài dầu. Về đây em có bàn tay nhỏ đến thâu, đốt đèn chăm lửa cho nhau, quên chuyện đắng cay hờ cầu, còn gì buồn hơn những ngày xa nhau. Hai đứa hai nơi cũng một tấm đầu. Em ơi bên đây vẫn nhiều hoa đào, mà người cũ đã đi đâu để cho duyên lỡ nhịp cầu. Em anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đai các cao sang đùa nà gấm hoa vàng son. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngàn đồ cao sẽ các em ơi, có gì vẫn luôn vững tìm người như trong mơ sâu nghèo nguyện không đôi nào. Em ơi biết rằng ở đời ai không muốn đẹp giàu và cao sang, vì anh nghèo đâu dám mơ. Em ơi anh tìm người yêu không ước mơ cao, em ơi anh tìm người yêu thương mãi tranh siêu. Suốt đời có nhau bên mình, mãi đây cho dù rằng nơi góc bến chân trời, cuộc đời bao tóc phong bao. Suốt đời có nhau bên mình. Kính thưa tất cả các quý vị khách quý, kính thưa toàn thể hữu hôn trân trọng và quý mến. Và giờ phút ở đây xin kính mời các quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đổ dồn những mắt yêu thương của mình trở về với sân khấu tình yêu của cô dâu chú rể để cùng chiêm ngưỡng và chúc phúc cho hai bạn vào buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa tất cả các quý vị, và ngay sau đây một món quà để gửi tới người bạn đời của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là phần thể hiện một ca khúc tuyệt vời của chú rể để dành tặng cho người vợ yêu dấu của mình. Và quý vị ban trường khởi em một vang và trọng tay chất lớn để chúng ta cùng chờ đón món quà mà chú rể sẽ dành tặng cho cô dâu. Dạ vâng, xin mời chú rể, anh sẽ cầm mic và tự nhiên đứng lên. Và xin mời cô dâu sẽ đón nhận món quà tuyệt vời từ người bạn đời và chính là người chồng yêu quý của mình ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể các quý vị, đây là một món quà vô cùng là đặc biệt mà chú rể sẽ chính thức dành tặng cho cô dâu với những tình cảm thật là tuyệt vời. Xin được cảm ơn toàn thể các quý vị và kính mời các quý vị hướng mắt về sân khấu và cùng lắng nghe. Dành cho chú rể cô dâu một tràng tay thật lớn đi ạ. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi đâu ai hay, ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay,
chờ một ai đó đến bên anh lắng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây qua cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Đến thơ và cô Hồng Hạnh. Và ngày hôm nay thì chắc chắn là hình ảnh thật đẹp của hai bạn sẽ ngập tràn trên mạng Facebook Zalo để cho tất cả các quý vị chúng ta được gửi những lời chúc mừng, đúng không ạ? Dạ vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, trở lại với tình yêu của cô dâu chú rể thì thật đúng là em ơi son, mất gì ta được chung con một nhà. Anh về thưa với mẹ cha để sắm lấy cái lễ sang nhà đón em, để cho em có chốn con ơi, để em có chốn hạn đuyến. Đã được vui mừng viết tên chung trên cánh thiếp hồng để cùng chúc mừng, kính mời tất cả các quý vị để chúc mừng cho hai bạn vào buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể các quý vị, và giờ phút ở đây cho phép ban tổ chức xin được long trọng vui mừng và tuyên bố lễ thành hôn chúc mừng cho chú rể Đinh Thơ đẹp duyên cùng cô dâu Hồng Hạnh xin được chính thức bắt đầu. Hãy bắt đầu lễ của quý vị để cùng chúc mừng. Xin chào toàn thể các bà quý vị, những cánh pháo vừa rồi tung bay rực rỡ trong tâm sự chay cho những lời chúc mừng tốt đẹp nhất dành cho chú rể cô dâu. Và giờ phút ở đây thì cô dâu đang máu đỏ hồng hồng, rượu mừng chư hướng cũng tưng bừng như say. Còn chú rể Đinh Thơ giờ này cũng ngất ngây, nhìn con dâu đẹp quá mà ngất ngây đất trời. Và buổi sáng ngày hôm nay ngày đẹp tuyệt vời. Và quý vị hãy dành một tràng tay lớn để mừng cho bạn trọn đời bên nhau. Kính thưa tất cả các quý vị khách quý, kính thưa toàn thể hồi hôn trân trọng và kính mến. Và ngày hôm nay đây, đó chính là ngày 16 tháng 1 năm Mậu Tuất, tức là ngày mùng 3 tháng 3 năm 2018. Và tin bay thì lên tận thiên đình, và Ngọc Hoàng cũng phán rằng mình lấy ta. Tin bay sang mái tận Canada, Việt Kiều bên đó cũng nói rằng ta lấy mình. Và tin bay về tận Bắc Ninh, công dân ca quan họ cũng chúc mừng thành đôi. Và ngày hôm nay đây, tin bay về tận quê mình để cho tất cả các quý vị chúng ta được trở về chung vui chúc mừng hạnh phúc cùng với hai bạn. Và kính thưa toàn thể các quý vị, đối với gia đình ông bà Đinh Ngọc Bé và bà Nguyễn Thị Luyến thì thật đúng là sinh con ra nâng niu như quả trứng hồng, trăm năm vun sới như mầm cây xanh, ân tình đẹp tựa non cao, gia đình vất vả nuôi con nên người. Và ngày hôm nay đây con đi xây dựng cuộc đời, bác sẽ thay lời cha mẹ sẽ có đời lời chúc mừng và dặn hai con. Và ngay sau đây cho phép ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bà Xuyến, vị đại diện trưởng đoàn sẽ thay lời cho gia đình ông bé bà Luyến sẽ trở về với sân khấu có ý kiến và những lời phát biểu chào dâu. Bác trưởng đoàn dành một tràng tay thật lớn để chào đón vị đại diện trưởng đoàn gia đình nhà gái, xin được cảm ơn. Kính thưa hai họ, kính thưa toàn thể hồi hôn, tôi xin phép được thưa với hai họ. Vâng, cách đây 20-30 năm về trước, các cụ đã tác hợp xây dựng gia đình cho hai em tôi, đó là chú bé Tín Luyến ở bên Đồng Lơi Thanh Lương. Ở tổ nhờ tiên, ơn số nhờ phận, tổ nội, tổ ngoại đôi bên, hai em cũng sinh thành được các cháu của chúng tôi. Vài ba năm nay con cháu chúng tôi cũng nên lớn nên khôn, ra đường ra ngõ, đi học, đi hành, đi lao động công tác, gặp bạn, gặp bè, trò chuyện gái trai, phải tiếng phải đời con các ông các bà nhà trai bên đây. Các ông các bà nhà trai bên đây không chê con cháu chúng tôi rốt nát giải thờ, còn mở rộng cánh cửa đùm bọc lấy làm con làm cái. Hôm nay đây hai bên gia đình chọn được ngày lành tháng tốt để nhà trai có cây trầu cái lễ đến với nhà gái chúng tôi xin đón cháu Hạnh về làm con làm dâu trong nhà.
Chúng tôi đại diện cho nhà gái đưa con đưa cháu đến tận nhà tận cửa, giao con giao cháu lại cho nhà trai. Trước khi giao con giao cháu, chúng tôi cũng muốn có lời thưa với nhà trai. Vâng, chắc chưa nói nhà trai cũng đã biết con cháu chúng tôi có lớn nhưng chưa có khôn, biết ăn nhưng chưa biết lo. Từ nay nhà trai sẽ là người trực tiếp dạy bảo cháu hành. Nói vậy cũng không phải là giao hết trách nhiệm cho nhà trai, mà cả hai bên gia đình cùng kết hợp dạy bảo con cháu làm ăn sao cho bằng bạn bằng bè, xây dựng gia đình trăm năm hạnh phúc, sao cho trở thành dâu hiền rể thảo. Cuối cùng tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình chu đáo của nhà trai dành cho nhà gái chúng tôi. Một lần nữa đại diện cho nhà gái tôi xin trân trọng cảm ơn. Xin vâng, kính thưa toàn thể các quý vị và toàn thể các quý vị khách quý. Vừa rồi thì vị đại diện trưởng đoàn gia đình nhà gái bà đã trở về với sân khấu với ý kiến và những lời phát biểu giao dầu rất là tuyệt vời. Báo chồng cưới gia đình nhà trai chúng ta hãy nổ vang một tràng tay chân lớn lên, cảm ơn đi ạ. Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều. Và cho phép bà đại trước xin được thay lời cho cô tôi chú rể cùng với toàn thể các quý vị con khách tại đây kính chúc bà Xuyến và gia đình năm mới hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Kính thưa tất cả các quý vị khách quý, kính thưa toàn thể hội hôn kính mến, đúng là thông gia thì như ruộng liền mò, bên mong chú rể bên chờ cô dâu, thủy chung son sắt một màu, trăm năm hạnh phúc và trọn đời bên nhau. Và gia đình hòa nhà trai chúng tôi, gia đình ông Thông bà Mong ngày hôm nay với niềm vui mừng người con trai yêu quý đã khôn lớn, đã trưởng thành và xây dựng gia đình riêng. Và để chúc mừng cho mối nhân duyên của hai bạn và để gửi đến toàn thể các quý vị quan khách những lời mời cảm ơn trân trọng nhất thay cho gia đình ông Thông bà Mong vào trưa ngày hôm nay. Sau đây cho phép ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Thi, vị đại diện trưởng đoàn gia đình nhà trai, ông trở về với sân khấu có ý kiến và những lời phát biểu. Và một tràng tay lớn của quý vị để cùng chào mừng. Kính thưa hai họ, nhà trai nhà gái, kính thưa toàn thể hội hôn, hôm nay gia đình anh chị tôi là anh Thông chị Mong chọn được ngày lành tháng tốt, sửa lễ cơi trầu sang bên họ nhà gái để dâng lên tổ tiên, xin được đón cháu Hạnh về làm dâu con của anh chị tôi và là cháu dâu của họ nhà chúng tôi bên nhà trai. Tôi không biết nói gì hơn, lời đầu tiên xin gửi đến họ nhà gái, toàn thể hội hôn lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới. Xin trân trọng cảm ơn. Và tiếp theo tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn phái đoàn nhà gái đã đưa con của gia đình chúng tôi về đến nơi an toàn, chu đáo. Gia đình chúng tôi cũng rất cảm ơn tất cả các quý vị đã bớt chút thời gian đến để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị và chúc quý vị năm mới sức khỏe và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Một tràng tay lớn của quý vị vang lên để cùng cảm ơn ý kiến và những lời phát biểu của gia đình nhà trai đi ạ. Vâng, xin được cảm ơn ông Thi rất là nhiều, đã đại diện cho gia đình ông Thông bà Mong đã gửi đến toàn thể các quý vị những ý kiến những lời phát biểu rất tuyệt vời. Và cho phép ban tổ chức xin trân trọng kính mời bà Xuyến, mời ông Thi, mời ông mời bà đứng lên phía bên trước bàn tiệc và mời tất cả cô bác bà của hai gia đình chúng ta cùng đứng lên và cùng bắt tay nhau chúc cho mối tình thông gia của hai gia đình, chúc mừng cho hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin mời ông trở về phía bên trước sân khấu đi ạ. Vâng, mời các bà tại bàn tiệc chúng ta cùng đứng cả lên đi ạ. Mời các bà đứng lên bắt tay nhau để chúc cho mối tình thông gia của gia đình đi ạ. Một tràng tay lớn của quý vị để chúc mừng gia đình chúng tôi. Vâng, xin được cảm ơn các bà rất nhiều. Mời ông Thi, mời bà Xuyến trở về với bàn tiệc. Kính thưa tất cả các quý vị và giờ phút ở đây thì đó chính là trở lại với những phần nghi lễ trên sân khấu để chúc mừng cho hai bạn. Và giờ phút này thì xin mời các quý vị chúng ta cùng tiếp tục hướng mắt về với sân khấu và xin mời cô dâu chú rể hai bạn hãy dắt tay nhau trở về phía bên tháp bánh. Vâng, xin mời chú rể và cô dâu, mời hai bạn trở về bên tháp bánh. Xin mời cô dâu Hồng Hạnh, bạn hãy đặt bó hoa cưới xuống bàn đi ạ. Dạ vâng, trước tiên thì đến với phần nghi lễ này thì xin mời cô dâu chú rể hai bạn hãy cầm chung chiếc phần lửa lên và cùng thắp lên ngọn nến tình yêu. Và ngọn nến tình yêu này thì nó sẽ cháy
và đặc biệt là nó sẽ sưởi ấm cho tình yêu của hai bạn trong suốt cả cuộc đời này. Tôi xin mời chú đề hãy bật nửa châm lên ngọn nến đi ạ. Một tràng pháo tay lớn của quý vị để cùng chúc mừng khi mà các đôi chú đề châm lên tình yêu đi ạ. Tôi xin cảm ơn rất nhiều. Đâu trước tiên thì xin mời cô đôi chú đề hai bạn hãy cầm chung dao cắt lên chiếc tháp bánh ở cửa thấp nhất ạ. Dạ vâng. Kính thưa các quý vị, nghi lễ cắt bánh cưới đó chính là chia ngọt sẻ bùi. Và giờ hai bạn đây đang chung vui, chung tay và cùng cắt lên những chiếc nát bánh cưới. Và khi mà cô dâu chú rể cắt xong thì chiếc bánh nhìn liền lại. Xin mời cô dâu chú rể tiếp tục cắt lên chiếc bánh thứ hai đi ạ. Chiếc bánh tình yêu của cô dâu chú rể đang liền lại để chứng minh cho cuộc đời này nè. Dù có phong ba báo tắc thì hai bạn vẫn mãi bên nhau. Và đây là chiếc bánh cưới để kính tỏ lòng thành kính của cô dâu chú rể đối với các bậc làm cha làm mẹ. Rồi xin mời cô dâu chú rể cắt thêm một lát nữa đi ạ. Rồi rất tuyệt vời, một trăm tay lớn của cô ấy để cùng chúc mừng đi ạ. Rồi xin được cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều. Rồi giờ phút này đây xin mời hai bạn hãy cùng trở sang phía bên tháp đi. Vâng, giờ phút này đây thì xin mời chú rể anh hãy cầm một chai sâm banh đầu tiên lên đi ạ. Dạ vâng, cô dâu chú rể hãy cầm chung tay và cùng sắp thật mạnh cho sâm banh đi ạ. Dạ vâng, xin mời cô dâu chú rể nữa đi ạ. Dạ vâng, rất tuyệt vời. Dạ vâng, cô dâu chú rể đang rất là vui và hạnh phúc. Dạ vâng, xin mời chú rể anh hãy cùi sâm banh. Mời các bạn hãy cùng quay phim chụp ảnh những người hẹn cho nó đẹp này đi ạ. Dạ vâng, sắp nữa đi chú rể ơi. Dạ vâng, xin mời hai bạn hãy sâm banh nữa đi ạ. Rồi xin mời chú rể anh em khu đi ạ. Rất tuyệt vời. Rồi xin mời chú rể anh cùng chung tay và cùng rớt vào tháp đi ạ. Vô tay chú rể đây. Và những dòng sâm banh màu hồng đang tuôn chảy trên tháp ni rất là tuyệt vời. Xin mời chú rể anh ấy cùng ta sâm banh tiếp theo. Rồi những thành đang rất là sôi động để cùng chúc phúc hai bạn trong phần nghi lễ cùi sâm banh. Rồi còn sắp nữa đi ạ. Rồi xin mời chú rể anh ấy cùi sâm banh đi ạ. Rất tuyệt vời. Xin mời con dâu chú rể anh cùng chung tay rót vào năm chiếc ni ở phía bên trên bàn. Xin mời chú rể và cô dâu tiếp tục góp phần sâm banh còn lại lên tháp đi ạ. Dòng rất tuyệt vời, những dòng sâm banh đang tuôn chảy trên tháp đi rất là tuyệt vời. Dòng màu hồng của sâm banh này thì nó chứng minh cho màu hồng của tình yêu cô dâu chú rể. Vâng, xin được cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều. Xin mời hai bạn hãy trở về phía giữa sân khấu đi ạ. Dạ vâng, với phần nghi lễ này thì cho phép ban tổ chức xin được trân trọng kính mời trở về với sân khấu ông Đinh Văn Thông và Hào Thị Mong, song thân phụ mẫu của chú rể. Mời ông Thông và Mong trở về với sân khấu đi ạ. Dạ vâng, kính mời ông bà. Về phía bên gia đình Hoàng Nhà Gái, cho phép ban tổ chức xin trân trọng kính mời bà Xuyến, đại diện cho gia đình nhà gái trở về với sân khấu. Dạ vâng, xin mời ông đứng bên cạnh chú rể. Xin mời bà hãy đứng phía bên cạnh chú rể. Và xin mời bà Xuyến sẽ đứng phía bên cạnh cô dâu. Dạ vâng, xin mời cô dâu chú rể. Hai bạn hãy đặt bó hoa cưới xuống bàn. Và hai bạn hãy bưng mỗi người một ly rượu lên. Dạ vâng, ly sâm banh đầu tiên này thì xin trân trọng kính mời chú rể anh sẽ dâng lên bà Xuyến, người đại diện cho gia đình và nhà gái. Xin mời cô dâu bạn sẽ mang sang dâng lên người mẹ chồng yêu quý của mình. Dạ vâng, xin mời cô dâu chú rể. Dạ vâng, xin mời bà Xuyến hãy đón nhận lấy ly sâm banh này đi ạ. Dạ vâng, xin mời bà hãy nhận lấy ly sâm banh này. Xin mời chú rể và cô dâu mỗi người tiếp theo hãy bưng một ly lên đi ạ. Dạ vâng, ly sâm banh này thì xin mời cô dâu sẽ dâng lên ông Thông, người bố chồng yêu quý của mình. Dạ vâng, còn một ly sâm banh trên bàn thì mời chú rể anh ấy lấy lên cho cô dâu ạ. Kính thưa tất cả các bà quý vị, đại diện của hai gia đình chúng tôi trên tay đang bưng mỗi người một ly sâm banh.
Và giờ phút này xin kính mời ông Thông, bà Mong, bà Hòa Chiến hãy bước về sân khấu cùng cụm đi và uống cạn ly sân banh để chúc mừng trai con. Vâng, xin mời cô dâu chú rể hai bạn hãy đan chéo tay nhau và uống cạn ly sân banh của mình nhé. Một tràng pháo tay bỏ ra đây để chúc mừng. Rồi, xin được cảm ơn các ông các bà rất nhiều. Dạ vâng, xin mời bà Xuyến trở về với bạn đẹp để tiếp tục an toàn. Dạ vâng, xin được cảm ơn các ông các bà rất nhiều. Xin kính chúc cho các ông các bà có nhiều sức khỏe. Kính thưa tất cả các bà quý vị và trong ngày vui hôm nay, khi mà hai con đã khôn lớn, đã trưởng thành thì với một tấm lòng của những người làm cha làm mẹ thì giờ phút ở đây xin trân trọng kính mời ông Thông, bà Mong sẽ trao cho cô dâu và chú rể một món quà lưu niệm chúc mừng ngày cưới. Dạ vâng, xin mời bà hãy lấy món quà và trao cho người con dâu yêu quý của mình. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Một trao tay thật lớn của con đây để cảm ơn bố mẹ của chú rể đang chuẩn bị trao một món quà chúc mừng trai bạn vào buổi sáng hôm nay. Kính thưa tất cả các quý vị, kính thưa toàn thể các bạn thân mến, đối với các bậc làm cha làm mẹ thì như ông Thông, bà Mong ngày hôm nay đây, khi hai con đã khôn lớn, đã trưởng thành thì gửi gắm với tình cảm của bố của mẹ và món quà này để chúc mừng cho hai con và cầu chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc và trọn đời bên nhau. Và cũng cho phép ban tổ chức xin được thay lời cho hai con xin được cảm ơn bố, cảm ơn mẹ rất nhiều đã dành tặng cho chúng con một món quà để chúc mừng trong ngày cưới hôm nay. Và xin cầu chúc cho bố, cầu chúc cho mẹ sống lâu trăm tuổi để cùng với chúng con chứng kiến cho chúng con những ngày tháng thật là hạnh phúc trên cuộc đời này. Xin được cảm ơn bố, cảm ơn mẹ rất nhiều. Và ông trưởng gửi hãy thay lời cô dâu chú rể gửi tới ông Thông, bà Mong một tràng tay thật lớn và cảm ơn ạ. Kính thưa các quý vị, về mặt vật chất thì món quà này không lớn lắm. Xin mời ông Thông hãy bước sang phía bên người con trai để trao món quà lưu niệm chúc mừng cho người con trai yêu quý của mình. Về mặt vật chất thì món quà này không lớn lắm. Kính thưa các quý vị, chứa chan biết bao nhiêu yêu thương của bố của mẹ gửi gắm vào món quà này. Xin mời ông bà hãy đứng sát lại cô dâu chú rể để chụp một bức ảnh lưu niệm đi ạ. Dạ vâng, xin mời ông đứng bên cạnh con trai ạ. Vâng, xin mời các nhà quay phim chụp ảnh hãy chụp một bức ảnh lưu niệm đi ạ. Vâng, xin kính mời ông mời bà trở xuống với bạn Việt đi ạ. Kính thưa các quý vị, kính thưa toàn thể các bạn thân mến, và ngay sau đây cho phép ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu tiếp tục những người thân yêu của gia đình nhà trai sẽ trở về với sân khấu trao quà lưu niệm chúc mừng cho hai bạn vào buổi trưa ngày hôm nay. Cho phép ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai bác cả của chú rể, xin trân trọng kính mời vợ chồng bác Thiện về với sân khấu trao quà lưu niệm chúc mừng cho hai bạn. Xin trân trọng kính mời bác ạ. Dạ vâng, kính mời hai bác trở về với sân khấu và trao quà lưu niệm chúc mừng. Dạ vâng, sau món quà này thì xin được trân trọng kính mời bác Thuận trở về với sân khấu trao quà lưu niệm chúc mừng. Dạ vâng, xin mời bác hãy lấy món quà và trao cho cô dâu chú rể đi ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, đây là người bác cả của chú rể đang chuẩn bị một món quà để trao lời chúc mừng cho cô dâu. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để thay lời cảm ơn gửi tới bác của chú rể đi ạ. Dạ vâng, cũng xin được thay lời cho chú rể và cô dâu. Cho phép bà chúng cháu xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới hai bác và kính chúc cho hai bác gia đình có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Xin mời bác cùng nán lại chụp một bức ảnh lưu niệm cùng với hai bạn. Dạ vâng, xin mời bác trở về với bàn tiệc để cùng an toàn. Và tiếp sau đây xin trân trọng kính mời và giới thiệu một món quà trao lưu niệm chúc mừng của hai bác nữa. Xin mời hai bác Thuận trở về với sân khấu trao quà lưu niệm chúc mừng cho hai cháu. Xin trân trọng kính mời bác ạ. Dạ vâng, xin trân trọng kính mời hai bác trở về với sân khấu. Dạ vâng, xin mời bác trai hãy trao quà cho chú rể và xin mời bác gái hãy trao quà cho cô dâu ạ. Một tràng tay thật lớn của trưởng gửi để thay lời cảm ơn gửi tới hai bác của chú rể. Dạ vâng, cho phép chúng cháu cũng xin được cảm ơn hai bác rất nhiều và kính chúc hai bác có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Dạ vâng, mời hai bác cùng nán lại chụp một bức ảnh lưu niệm cùng với cô dâu chú rể. Dạ vâng, xin mời bác trai hãy cùng chụp với chú rể cô dâu bức ảnh. Dạ vâng, xin được cảm ơn
thưa toàn thể các quý vị, đối với những người thân yêu của gia đình nhà trai chúng tôi thì luôn liên tục gửi những món quà thay cho những lời tình cảm để chúc mừng cho cô dâu chú rể. Và tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu một món quà nữa đến từ những người thân yêu của gia đình nhà trai chúng tôi. Xin trân trọng kính mời cậu mợ của chú rể, mời cậu mợ trở về với sân khấu trao quà lưu niệm chúc mừng. Dạ vâng, xin trân trọng kính mời cậu mợ Nhung Thích trở về với sân khấu trao quà lưu niệm chúc mừng cho bạn. Dạ vâng, xin trân trọng kính mời ạ. Dạ vâng, kính mời cậu trở về với sân khấu trao quà lưu niệm chúc mừng cho hai cháu. Một món quà đặc biệt đến từ cậu mợ của chú rể đang chuẩn bị để trao chúc mừng cho cháu trong buổi hôn lễ ngày hôm nay. Và chắc chắn rằng với món quà này thì cậu mợ cũng muốn gửi những lời chúc mừng trăm năm hạnh phúc tới về hai cháu của mình. Vâng, xin lời thay lời cho cô dâu chú rể xin được cảm ơn cậu và mợ rất nhiều. Kính chúc cậu mợ có nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Một tràng tay thật lớn của quý vị để cảm ơn người cậu của chú rể đi ạ. Vâng, xin được cảm ơn cậu rất nhiều. Vâng, xin được cảm ơn cậu rất nhiều. Và kính thưa toàn thể các quý vị, còn giờ phút ở đây sau khi những tình cảm của những người thân yêu gia đình trao quà được khép lại thì đó chính là giây phút mà cô dâu chú rể sẽ chính thức đeo lên tay nhau đôi vòng nhẫn cưới. Và giờ phút ở đây thì xin mời chú rể Đinh Thư anh hãy lấy nhẫn cưới ra và xin mời cô dâu bạn hãy đưa ngón tay đẹp nhất của mình để đón nhận món quà này. Vòng tay cầu hôn tình yêu của em. Một tràng tay thật lớn của quý vị để chúc mừng. Cô dâu hãy đón nhận món quà này rất tuyệt vời và xin mời cô dâu hoàn lên lấy nhẫn ra và đeo lên tay của chú rể. Sau vòng kính thưa tất cả các quý vị, kính thưa các bạn thân mến, chiếc nhẫn cưới này thì nó có hình vòng tròn, không có điểm bắt đầu và cũng không bao giờ có điểm kết thúc, và nó minh chứng cho tình yêu của hai bạn sẽ mãi mãi bên nhau trọn đời hạnh phúc. Và hai bạn đã trao nhẫn cho nhau xong rồi. Giờ phút ở đây xin mời cô dâu chú rể hai bạn hãy bước về phía trước nhân sống một chút. Và xin mời chú rể anh hãy quay thẳng người lại phía bên cô dâu, đặt hai tay của mình lên hai bên eo của cô dâu, kéo cô dâu sát lại phía bên mình. Xin mời cô dâu hãy đặt hai tay của mình lên hai bên vai của chú rể. Xin mời hai bạn hãy đứng sát với nhau một tí ạ. Đứng sát như mọi hôm vẫn đứng ấy. Dương kính thưa toàn thể các ta quý vị, và chúng ta sẽ cùng bắt nhịp từ 1 đến 3 để cho hai bạn sẽ có một nương kéo dài khoảng tầm 5 phút đồng hồ thôi. Quý vị nhất trí không ạ? 1, 2, 3, hôn lên! Một trăm tên đời đi chúng ơi! Xin được cảm ơn chú rể và cô dâu rất nhiều. Và xin được thay lời cho toàn thể các quý vị quan khách tại đây. Chúc cho cô dâu Hiền lên gái. Xin chúc cho chú rể Thảo lên trai. Chúc cho bạn trăm năm hạnh. Alo. Và giờ phút ở đây thì xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng với anh em ban tổ chức sẽ cúi người chào để cảm ơn tất cả các quý vị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay được không ạ? Rồi, xin được cảm ơn các quý vị và tất cả các bạn rất nhiều. Rồi, xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng sánh bước với nhau trở về phía bên trên tầng 2 của gia đình. Mời chú rể hãy giúp cô dâu nâng váy đi ạ. Xin nhờ một bạn gái giúp cho cô dâu trở về phía bên sân khấu, giúp cho cô dâu nâng váy trở lên phía bên tầng 2 giờ. Một bạn gái giúp cho cô dâu phù dâu. Nhờ một bạn gái trở ra giúp cho cô dâu nâng váy đi ạ. Dạ vâng, kính thưa tất cả các quý vị, giờ phút này đây cô dâu của chú rể đang trở lại với buổi tân hôn để chuẩn bị xong giây phút để kính mời các quý vị những đi đồ cưới vào buổi trưa ngày hôm nay. Thank you.
gì đẹp hơn những ngày bên nhau. Hai đứa chung vui hợp tâm đầu. Em nhớ chăng em mỗi đồ hoa đào, mình thầm ước đến mai sau nhặt hoa cái táo nàng dâu. Mình thường chờ nhau những ngày mưa ngâu, chung nón che mưa nói chuyện ban đầu. Anh biết câu thơ đẹp muôn màu, nên nào đi đến thương đau, nào hay chiếu đến con tàu. Em ơi giờ đây em còn anh đến chơi nhà mấy tiếng, anh đến chơi nhà tiếng tang tang tiếng tiếng tang tình tiếng tình tang tiếng tang tang tiếng tiếng tang tình tiếng tang tang tình. Dạ vâng, kính thưa tất cả các cặp quý vị, với ca khúc khách đến chơi nhà thì cho phép anh em ban tổ chức xin được tạm thời vặn nhỏ âm lượng của loa máy xuống tại đây để kính mời đoàn đại biểu hai nhà cũng như toàn thể các quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng tự nhiên câu trò câu chuyện bên bàn tiệc. Và xin kính chúc các quý vị chúng ta có một bữa tiệc cưới thật là ngon miệng cùng với gia đình chúng tôi, nghĩa vì tình vì duyên vì nợ để cho hai bạn được lên vợ thành chồng. Xin được cảm ơn toàn thể các quý vị và toàn thể các bạn rất nhiều. Kính thưa tất cả các quý vị khách quý, và tiếp theo một lần nữa kính chuyển những lời mời trân trọng từ gia đình chúng tôi. Xin kính mời đoàn đại biểu hai nhà cùng với tất cả các quý vị chúng ta tiếp tục rót những lời tiệc cưới và giữ bữa tiệc cưới thân mật cùng với gia đình tôi vào buổi trưa ngày hôm nay. Và xin kính mời các quý vị chúng ta còn đang đứng ở phía bên tầng một nhà sàn, chúng ta tiếp tục trở ra với các bàn tiệc để cùng dự tiệc cưới. Một lần nữa xin được kính mời tuần này các quý vị chúng ta còn đang đứng ở phía bên tầng một nhà sàn đấy ạ. Xin kính mời các quý vị chúng ta cùng trở ra cùng an toàn. Và xin kính mời các quý vị chúng ta rót những ly đồ cưới và cùng giữ bữa tiệc cưới thân mật cùng với gia đình tôi. Xin được cảm ơn các quý vị và mời các bạn một lần nữa rất nhiều.
không ai dịu dắt. Công đức cao dày, người ơi đừng quên, công ai ghi khắc trong tâm, chân thành niềm tin hương trầm. Bao giờ anh vào nghĩa lộ với em?
yêu